Được rồi, được rồi. Đúng rồi, đi lấy thôi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cái nhịp sống biên giới của mình nhé. Hôm nay mình với cậu mình sẽ vào trong rừng để mà đi săn đêm mọi người ạ. Thì hiện tại bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Thì mình với cậu mình sẽ vào hướng kia để mà tối nay là hai cậu cháu sẽ dùng dùng cái nỏ đấy nhá. Cái nỏ đây để mà đi săn sóc với chuột cho mọi người nhé. Bây giờ đi được rồi. Đây nhá, bây giờ hai cậu cháu mình đang ngồi đây để mà phục con sóc các thứ đến để mà ăn quả ở trên kia nhé mọi người nhé. Chỗ mình đang chỉ kìa. Đấy. Cây kia nhé mọi người nhé. Đấy. Thế là sóc sẽ đến cái chỗ cây kia để ăn quả ấy, mọi người nhé. Sóc các thứ ấy. À, cậu cháu mình sẽ ngồi đây nhá. Sắp đến rồi mọi người ạ. Sắp đến rồi nha mọi người nha. Bắn này. Ui, trúng rồi. Trúng rồi. Được rồi. Trúng rồi. Đi lấy thôi. Trúng rồi. Đúng không? Chúng rồi mọi người. Có cái tên mình như này đó. Tối nay có bữa nhậu rồi. Ôi trời ơi. Đúng một sổ luôn chứ. Bắn chuẩn thế nhỉ? Bắn chuẩn thế à? Rồi, có nhậu rồi anh em ơi. Rồi, ok. Chuẩn. Đấy nhá, sóc vừa bắn rồi nhá mọi người nhá. Bây giờ hai cậu cháu chúng tôi đang ngồi thì ngồi đợi tiếp nhé, ngồi rình tiếp đấy, ngồi rình trên cái cây kia. Tí là kiểu gì sóc cũng sẽ đến ăn tiếp mà ạ. Bây giờ đang giờ chuẩn bị để mà sóc đến ăn.
Xin chào mọi người, hai cậu cháu chúng tôi vừa ở trên rừng đi bắn sóc về nhưng mà được có mỗi một con thôi. Bây giờ thì hai cậu cháu chúng tôi về đến nhà rồi. Thì đây cậu Tuyển đang đang bị mấy con rắn cắn đấy. Thì cậu đang thích khỏe gà ra. Thì có người vắt cắn rồi ạ. Thì tôi cũng bị sao đi lên bắn nhưng mà được có mỗi con đi hơi được ít. Được mỗi con thì nấu với chuối này được hơi ít, bắn phát đúng trúng đầu luôn nhỉ. Đây bắn cũng là thợ săn thứ thiệt mà nhỉ, bắn phát mà mũi tên găm trúng đầu luôn. Bây giờ ít đi thôi, vui để nấu cái món chuối rừng mình ạ. Bây giờ cũng khá muộn rồi mọi người ạ. Bây giờ thì tôi chuẩn bị ăn cơm thôi. Đây là mỡ đang ớt rồi. Con này chắc không đói lắm. Bây giờ cũng 5:30 à 7:30 à. Tôi chuẩn bị cơm đây, tôi cũng khá đói rồi vì đi trèo dốc để mà đi bắn sóc ấy, tốn hơi nhiều sức, căn bản là tôi cũng lâu đi rừng rồi. Đây là cá rô mà buổi chiều nay mở đi đi xuống ao bắt được mọi người ạ. Hồ và xã cũng biết câu cá nha. Đây nha, đây đây có cái ốc suối này, ốc suối nấu măng chua này. Còn bên kia đây là cái món thịt sóc mà hai cậu cháu chúng tôi vừa đi bắn về nhá. Con đi ơi. Ngon thế, nấu chuối.
đây đùi này mọi người này nha, có bốn cá rô hết tâm để rất là độc đáo. Ra mua thêm ít lạc để mà hai cậu cháu ngồi uống rượu. Này, đã mau vào đi à? Phải ngoài mà. Mời anh đủ nắp bên nữa, có tiền tan nữa, ăn nữa. Mời mọi người ăn cơm với chúng tôi nhé. Bữa cơm cũng đảm bảo thôi, không có gì đâu. Bên kia là thịt sóc, còn đây là ốc này, đây là ốc cho mọi người nhé. Ta mời đi, anh em ta mời ra. Chúc sức khỏe nha. Hôm sau ta đi lấy tiếp nha. Vâng, hôm sau lấy này đen quá cháu. Hôm sau lấy nhiều nha. Hôm nay được hơi ít, được có mỗi con. Nhắm mấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.